ô tô cổ hội ngộ tại Nha Trang. Tuổi đời của những ô tô, Vespa cổ hầu hết đều trên 50 năm, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. những con đường của phố biển Nha Trang, thoáng chốc, trở về khoảnh khắc của những năm đầu thế kỷ 20. Tại buổi hội ngộ người dân và du khách trong và ngoài được có dịp được chứng kiến tận mắt, châm trồ với những xe Vespa cổ như Lambrella, 1956, Vespa giáo sư, cùng những dòng ô tô cổ quý hiếm như LADALAT, 1969. Renault Caravelle 1963. Anh Tom Trần, chủ chiếc Vespa ACMA sản xuất năm 1956, cho biết anh xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đi xe máy 500 km để có mặt tại buổi hội ngộ năm nay. Tôi mua chiếc Vespa này cách đây 15 năm của một người anh ở Sài Gòn. Sở dĩ tôi thích và đam mê Vespa vì hình dáng của nó làm cho người ta mê hoặc. Mỗi người đam mê Vespa lại có những lý do rất riêng, đa phần có nét đặc trưng không thể lẫn với loại xe nào khác. Anh Tom Trần nói: Một chủ nhân xe Vespa từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi hội ngộ năm nay có rất nhiều chiếc xe cổ có giá trị không chỉ về mặt thời gian. Đối với dòng Vespa giáo sư hiện rất quý hiếm, định giá của nó có thể lên đến 300, 400 triệu đồng, nhưng rất khó để tìm kiếm và mua được, người chơi Vespa nói. Anh Vũ Quang, trưởng ban tổ chức buổi hội ngộ cho biết, Vespa trong tiếng Ý có nghĩa là con ong theo chân người Pháp vào Việt Nam vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một trào lưu được giới yêu xe đón nhận. Chương trình hội ngộ Vespa và xe cổ diễn ra thường niên 2 năm một lần từ năm 2007 đến nay. Đến nay chương trình đã tổ chức được 6 kỳ, nhằm kết nối cộng đồng xe Vespa cổ và xe cổ quảng bá một phần du lịch nhà Trang, Khánh Hòa đối với mọi người trên cả nước. Năm nay tất cả các xe từ khắp ba miền đổ về đây, có khoảng 12 ô tô cổ và hơn 400 xe Vespa và xe cổ các loại đã tập trung về quảng trường 2. 4. Những anh em chơi Vespa đều đam mê về hình thức xe đặc trưng và tiếng nổ của nó rất đặc trưng, anh Quang nói. Cũng theo anh Quang, những người yêu Vespa cổ có thể là bất kỳ ai, ngành nghề có thể khác nhau, tuổi tác có thể chênh lệch, nhưng có một điểm tiệm cận chung đó là tình yêu dành cho Vespa. Những người đang giữ trong tay Vespa cổ đồng nghĩa với việc họ đang giữ trong tay sắc màu thời gian. Tại buổi hội ngộ lần này, cũng diễn ra các trò chơi nhằm chia sẻ, học hỏi thêm được rất nhiều điều mới về những kinh nghiệm, tháo lốp xe sửa chữa các trục trặc, sự cố. Anh Trần Đắc Khải, chủ nhiệm câu lạc bộ ô tô cổ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, cho biết đến với cuộc hội ngộ năm nay tham gia 15 xe và 22 thành viên, trong đó nổi bật dòng xe cổ như Volkswagen 1956 05 1972, T2 VOLKS AGN, LADA 1969, Renault Caravelle 1963. Có một số dòng xe hiện dường như là vô giá có một không hai vì có giá trị lớn về mặt thời gian anh khải nói thái thịnh